chào anh em chơi lô đề thì trong clip này tôi giới thiệu đến cho anh em cái phần mềm đánh lô đề bịp phần mềm này phù hợp cho anh em chơi lô đề bằng hình thức gửi tin nhắn rồi chỉnh sửa tin nhắn thì cái phần mềm đánh lô đề bịp này được cài vào tất cả trong những cái dòng điện thoại của anh em ví dụ như iPhone Samsung Oppo Đấy, đều có thể là cài đặt được hết anh em nhé thì cái phần mềm này tôi đã cài trên cái dòng máy iPhone này rồi Đấy, vì lý do bảo mật Thế nên là chúng tôi không lộ phần mềm Cũng như là giữ bí mật cho anh em Khi anh em đi chơi Đấy. Thì anh em có nhu cầu Tìm hiểu thêm về phần mềm Thì anh em kết bạn giao lô 091651 Từ quý 4 Để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cho anh em Xem trực tiếp phần mềm thì Trước khi test phần mềm Chỉnh sửa tin nhắn lô đề này Tôi sẽ bật cái đồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em trong khi test đấy, video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Đấy, thì cái phần mềm này được cài trên dòng máy iphone này rồi Đấy, vì lý do bảo mật nên tôi không lộ cái phần mềm cho anh em thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp anh em nhé sau đó tôi sẽ để một hai phút sau Đấy, tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy là khi gửi Đấy, thì cái thời gian nó không thay đổi anh em nhé rồi ok bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp anh em nhé anh em thấy cái sự thay đổi của con số này ok Đấy, đã chuyển thành 3344 anh em nhé thì thông thường chủ lô họ sẽ ok lại này ok anh này Đấy, rồi tôi sẽ để một hai phút sau tôi chỉnh sửa anh em nhé tôi sẽ chỉnh sửa thành con số khác Đấy. thì chúng tôi cung cấp tất cả những cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo Viber Kakao Messenger trên Facebook thì tôi để một cái đường link phía dưới Đấy, anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em qua đường link phía dưới anh em xem anh em nhé Zalo Facebook Viber ca vì cái lý do Facebook thời gian không cho phép thế nên là tôi sẽ để qua một phút bây giờ là 17 giờ 43 anh em nhé thì tôi sẽ để là 17 giờ 44 tôi chỉnh sửa thì chúng tôi có hai cơ sở khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát bến xe Mỹ Đình Đấy, anh em lên trực tiếp cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp và test trực tiếp anh em nhé. Theo như ý muốn của anh em thì anh em mới phải chuyển phí cho chúng tôi. Đấy. Thì với anh em bên nước ngoài, anh em không về được thì chúng tôi có đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao cấp Đấy, xâm nhập vào máy của anh em, cài đặt trực tiếp cho anh em. Đấy. thế nên là anh em yên tâm. Đấy, với anh em trong nước thì anh em lên trực tiếp Đấy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách cách sử dụng hiệu quả anh em nhé. Thì anh em lên trực tiếp ok đã 17 giờ 44 rồi tôi sẽ dùng cái máy phần mềm này tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em này anh em chú ý bên máy chủ lô anh em nhé nó sẽ không sáng đèn trong khi chỉnh sửa cái thì phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ đơn giản anh em chỉ cần vào phần mềm nó sẽ có hai mục mục đầu tiên là mục ghi số điện thoại của chủ lô người muốn chỉnh sửa dưới cái nội dung thì anh em thay đổi con đổi con số mong muốn rồi anh em gửi lại thì bên máy của họ sẽ tự động thay đổi con số khác anh em nhé Đấy, ok Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô này để xem cái con số nó thay đổi như nào anh em nhé Đấy, 3344 anh em này đã đánh 8899 này Đấy, vào 17 giờ 42 Đấy, số điện thoại vẫn giữ nguyên anh em nhé Đấy, thì anh em tua lại cái khúc ban đầu anh em xem xem cái độ chính xác của nó anh em nhé thì anh em có nhu cầu anh em liên trực tiếp cơ sở chúng tôi Đấy, thì cảm ơn anh em đã xem clip